là chương trình thiên đàng tại thế khởi đi từ thiên kinh bồng lai tiên cảnh tức núi dinh tân thành phú mỹ bà rịa vũng tàu trung tâm phát điển quan ánh sáng của càn khôn vũ trụ từ cha trời kiều nguyên tá ban truyền khắp địa cầu kính chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả của kênh kiển nguyên thánh đức kính chúc quý vị một năm mới bình an và như ý kính thưa quý vị Chúng ta đang ở trong những giờ phút cuối cùng tàn khốc của cuộc tận thế. Loài người đang phải gánh chịu những đau thương tột cùng khi liên tiếp xảy ra những thảm họa thiên tai, nhân tai khủng khiếp khắp nơi trên thế giới như chúng ta đã nhìn thấy trên thực tế và trong các chương trình tin tức tường thuật trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Song song với đó, công cuộc thánh tẩy địa cầu 68, công cuộc sắp đặt lại trời, đất, người mới đi vào một quỹ đạo tiến hóa mới được cha trời mẹ đất đang thực hiện gấp rút để kết thúc chu kỳ tiến hóa cũ và chuyển sang chu kỳ tiến hóa mới cho các con. Để thị hiện cho các con biết được thiên vụ mà cha mẹ đang thực hiện và cho các con biết được diễn tiến của cơ trời đang đi. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhân dịp đầu năm mới, trong chương trình hôm nay Chúng tôi trân trọng cống hiến đến quý vị hai thiên tượng đặc biệt nhất trong năm 2021 đã hóa hiện tại nhà cha Kiều Nguyên Tá trên núi Dinh Bồng Lai Tiên Cảnh. Kính mời quý chư thiên vị và quý khán thính giả cùng lắng tâm theo dõi. Thiên tượng đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là thiên tượng 12 hoa sen đã nở liên tục 3 ngày trước nhà cha Kiều Nguyên Tá sau khi cha thánh tẩy bản thể trong suốt 21 ngày nhịn ăn để bản thể được hợp nhất với dòng điển quan tận cùng nhất, cao nhất của càn khôn vũ trụ. Như quý vị đã biết, hoa sen là một biểu tượng linh thiêng và chỉ duy nhất loài hoa sen mới hội tụ trong mình đầy đủ ý nghĩa triết học nhân sinh cao quý, mang ý nghĩa âm dương ngũ hành, đồng thời cũng là loài hoa mang đầy đủ chân lý và định luật của càng khôn vũ trụ. Về âm dương, từ phần gốc, thân sen chìm trong nước, trong tối khuất, thuộc âm. Phần lá và hoa nở trên mặt nước, khoe hình sắc dưới ánh mặt trời là thuộc dương. Về ngũ hành, cây sen thuộc hành mộc. Để vươn lên mặt ao hồ thì sen phải vượt qua tầng nước sâu nước là hành thủy. Bông hoa sen màu hồng, màu thuộc hành hỏa, nhụy sen màu vàng, màu thuộc hành thổ và ngó sen màu trắng, màu thuộc hành kim. Ngũ hành, năm hợp chất quan trọng, có thể gọi đó là bản thể của thế gian này. Ngoài ngũ hành phải kể đến hương thơm của hoa sen, được xem như là phần thánh linh cộng hưởng với âm dương ngũ hành để tạo nên sự linh thiêng của hoa sen. Hương thơm của hoa sen vô hình, vô sắc nhưng lại hữu linh. Hoa sen còn được dùng làm Phật đài biểu tượng tinh thần về năm điều cơ bản. Điều thứ nhất, tính vô nhiễm. Sen mọc lên từ chốn tối tăm bùng lầy, hôi tanh mà sen không bị vương bẩn gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Điều thứ hai, tính thanh lọc. Khi cây sen lớn lên, sinh sôi nảy nở thì sẽ làm cho dòng nước nơi đó trở nên trong mát. Điều thứ ba, tính thoát tục của mùi hương. Hương sen tỏa lên một mùi hương thơm thanh khiết, không nồng nàn và không ngào ngạt. Điều thứ tư, tính không Hoa sen có thân cây ngay thẳng nhưng trong ruột thì trống rỗng. Cũng tương tự như nhiều loại thân cây rỗng ruột như là tre, trúc. Cấu trúc đặc biệt này giúp cho thân cây sen trở nên mềm mại, uyển chuyển, uống lượng và thích nghi với mọi chuyển động của dòng nước khi thân cây chìm trong nước cũng như là vượt qua mọi hoàn cảnh của nắng và gió khi thân cây ở trên không hình ảnh giàu ý nghĩa này của cây sen cũng biểu trưng cho tính không của đào trời. Điều thứ năm, tính kiên nhẫn. cây sen từ lúc nảy mầm trong bùn đất ở đáy nước cho tới lúc vươn lên trên mặt nước rồi xòe lá, trổ hoa, đó là cả một quá trình sinh trưởng kiên nhẫn lớn lao. Vì rễ và củ của sen nằm ở trong bùn thật lâu chờ đợi khi hội tụ đầy đủ nhân duyên thì sẽ vươn lên mạnh mẽ về vũ trụ và con người hoa sen tượng trưng cho ý chí và sự tiến hóa của con người để tiến đến hợp nhất với càng khôn vũ trụ bởi sen được nảy mầm từ trong bùn nhơ tối tăm rồi dùng ý chí và sự kiên nhẫn vươn lên mãi để ngoi lên mặt nước tiếp tục vươn cao để đón ánh sáng mặt trời chiếu rọi, đón sinh khí của đất trời. Cây sen uống những giọt nước trong mát của đất mẹ, hấp thụ thanh khí của cha trời, để rồi tạo ra thánh thai, đó là đóa sen linh thiêng, đẹp trong sáng, tinh khôi, thanh cao, thoát tục, vẻ đẹp của từ bi và bác ái, vẻ đẹp nguyên sơ hòa cùng vũ trụ. Cũng tựa như con người được tiến hóa lên cũng từ kiếp thảo mộc, đá thạch rồi đến kiếp thú đầy tối tăm và ngu muội. Con người cứ luân hồi nhiều kiếp để học bài mà tiến hóa dần, rồi từ bóng tối đi dần đến chỗ sáng. Con người mới dần biết đến tâm linh, biết đến cha trời, mẹ đất, biết đến quy luật âm dương ngũ hành của càng khôn. Và sau đó tôi luyện để tạo ra thánh thai, đó chính là điển quang tiếp tục dùng ý chí để tôi luyện tiến lên trở về hiệp nhất với Thượng Đế. Có thể nói rằng, hoa sen là biểu tượng linh thiêng của đất trời, của vũ trụ càng khôn mà ngôn ngữ trần gian không bút mực nào tả được. Và tại nhà cha trời Kiều Nguyên Tá, hoa sen nở bất thường đến hy hữu mà trần gian cũng không nơi nào có được. Từ ngày 23 tháng 8 âm lịch, đến ngày 2 tháng 9 âm lịch, tức là từ ngày 29 tháng 9 dương lịch đến ngày 7 tháng 10 dương lịch. Những chậu sen trước nhà cha Kiều Nguyên Tá đã lần lượt nở ba bông sen hồng đầu tiên ngay sau khi cha thánh tẩy bản thể, không ăn không uống 21 ngày, rơi vào mê trầm và hồi sinh trở lại. Nhưng ba hoa sen này không như những hoa sen bình thường khác sớm nở tối tàn mà hoa sen ở nhà cha đã nở 3 ngày liên tục. Ba hoa sen hồng này là tượng trưng cho trời, đất, người. Báo hiệu cha Kiều Nguyên Tá đã hợp nhất với càng khôn vũ trụ, với hư không nguyên khai tối thượng, tối cao nhất của càng khôn vũ trụ. Cũng trong các chậu sen trước nhà cha Kiều Nguyên Tá, vào ngày 7 tháng 9 âm lịch, tức là ngày 12 tháng 10 dương lịch, tiếp tục Hai hoa sen hồng khác đồng thời cũng nở và cũng trong 3 ngày liên tục nở mới tàn. Đến thời điểm nở hoa này thì đã có 5 hoa sen nở và đây là tín hiệu báo cho biết ngũ hành mới đã hoàn chỉnh và đang dần hóa hiện ra thành hiện thực. Từ ngày 16 tháng 9 âm lịch đến ngày 19 tháng 9 âm lịch, tức là từ ngày 21 tháng 10 dương lịch đến ngày 24 tháng 10 dương lịch. Hoa sen hồng thứ sáu tiếp tục nở 3 ngày liên tục. Đây là tín hiệu của lục thông, báo hiệu đã hoàn chỉnh việc kết nối thông suốt từ 72 tầng đất cho đến 36 tầng trời. Quả địa cầu 68 mới đã hình thành, vũ trụ mới đã hoàn thiện. Từ ngày 30 tháng 9 âm lịch đến ngày 2 tháng 10 âm lịch, Tức là từ ngày 4 tháng 11 dương lịch đến ngày 6 tháng 11 dương lịch. Hoa sen hồng thứ bảy tiếp tục nở liên tục trong 3 ngày, gợi cho chúng ta nhớ đến hai câu thơ trong đạo Phật. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón như lai. Lịch sử Phật giáo đã ghi lại sự kiện vô cùng đặc biệt rằng, khi Đức Phật vừa đản sinh Ngài đã bước đi bảy bước đều có hoa sen nở dưới chân. Bước chân thứ nhất, Ngài nhìn về phương Đông để thể hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài là Bậc Đạo Sư Tối Thượng, Ngài là ánh sáng minh triết và trí tuệ. Bước chân thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam để thể hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài là ruộng phước tốt lành ban rãi đến cho tất cả chúng sinh. Bước chân thứ ba, Ngài nhìn về phương Tây để thị hiện cho chúng sinh biết rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong vòng luân hồi sinh tử, chấm dứt mọi khổ đau ô uế trong tâm. Bước chân thứ tư, Ngài nhìn về phương Bắc để thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài sẽ đắc đạo vô thượng Bồ đề ngay trong kiếp này. Bước chân thứ năm, Ngài nhìn xuống phương dưới thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài xuất hiện là để hàng phục các loài ma quỷ. Ma quỷ thì ở phương dưới, còn cao thượng cao quý là ở phương trên. Bước chân thứ sáu, Ngài nhìn lên phương trên là cõi trời để thị hiện cho chúng ta biết Ngài là chỗ cho chúng ta quay về nương tựa để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy, 6 bước chân này là Ngài đã đi hết hoàn cầu vũ trụ đến bước chân cuối cùng, bước thứ bảy. Ngài chỉ một tay lên trời và một tay xuống đất, tuyên bố rằng Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu này có nghĩa là dù ở trên trời hay dưới trời, dù đi khắp chúng đừng cùng nơi đâu thì mãi mãi chỉ có một nơi duy nhất để giúp cho chúng ta hiểu ra được tất cả và để đi hết được 6 bước chân trên, để đi hết được hoàn cầu vũ trụ, để tiến hóa lên được thì đó chính là bản thân của mình. Duy nhất chính bản thân mình là tiểu vũ trụ đã chứa đựng đầy đủ tất cả của đại vũ trụ của càng khôn. Khi hoa sen thứ bảy nở tại nhà cha Kiều Nguyên Tá, điều này báo cho ý nghĩa về bảy bước chân của đức phật thích ca đang được cha kiều nguyên tá dạy cho các con thông tỏ một cách minh triết sáng suốt rõ ràng thông qua những bài học chứng nghiệm chân thực mà cha đang dẫn dắt bằng cả hữu vi và vô vi chứ không nhắc lại giáo lý mà cha đã cho đức phật thích ca rao giảng Đồng thời, sự thị hiện của hoa sen thứ bảy cũng báo cho chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca đã đồng hóa hiện là cha kiều nguyên tá. Và lần này, Ngài sẽ không rao giảng giáo lý nữa mà là thực hành giáo lý cho giáo lý hóa hiện thành cảnh thật. Từ ngày 8 tháng 10 âm lịch đến ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là từ ngày 12 tháng 11 dương lịch đến ngày 17 tháng 11 dương lịch, Hoa sen thứ 8 và thứ 9 lần lượt nở ra, mỗi hoa sen đều nở 3 ngày mới tàn. Số 9 là con số báo hiệu sự hoàn thành trọn vẹn viên mãn, nên khi hoa sen thứ 9 nở là thời điểm đến lúc các chư thiên vị trong vô vi báo cho chúng ta biết, việc sắp đặt trời, đất, người mới trong vô vi đã hoàn chỉnh trường học mới tại quả địa cầu 68 mới dành cho những bài học tiên kinh đã được hoàn thành. Sau khi chín bông sen hồng nở xong, thì từ ngày 3 tháng 11 âm lịch đến ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là từ ngày 6 tháng 12 dương lịch đến ngày 20 tháng 12 dương lịch. Ba bông sen khác tiếp tục lần lượt nở, mỗi bông cũng nở liên tục 3 ngày mới tàn tuy nhiên ba bông lần này không phải là bông sen hồng mà là loài bông sen trắng tinh khiết bông to hơn hoa sen bình thường loài sen trắng này rất hiếm thấy hiếm gặp và rất khó trồng bông sen trắng là biểu tượng của sự cao đẹp thuần khiết tối thượng màu trắng của hoa sen là màu của đức hạnh từ bi trí tuệ màu của sự thanh cao thoát tục thể hiện trong đời sống đạo đức và tình thương màu của sự minh triết và vô nhiễm thiên tượng ba bông sen trắng nở đã mở toan thiên cơ và sự huyền bí của càng khôn vũ trụ vào giờ phút cuối cùng của tầng thế bông sen trắng nở báo hiệu sự xuất hiện của thánh chúa minh quân vô nhiễm vô sắc tướng đó chính là cha ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn đã hạ đế và đã hóa hiện ra thành cha kiều nguyên tá để cho các con chứng nghiệm cha trời tại trần gian màu trắng có nghĩa là bạch bông sen trắng nở còn mang hàm ý cha đã mang bạch ngọc cung xuống trần gian để lập thiên đàng tại thế mà thiên kinh chính là nơi cha ngự ở núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Điều này cho chúng ta biết ngày giờ đã cận kề, cơ trời rủ sổ trần gian để bước vào nền văn minh di lạc, văn minh điển quang ánh sáng, mọi người như nhau và bằng nhau trên nền tảng đạo đức và tình thương. Trong video ghi lại, quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh bông sen trắng nở hoa rất là kỳ khác với chính bông sen hồng đã nở trước đó. Các hoa sen hồng thì dần nở vào buổi sáng, đến trưa thì nở bung to nhất, rồi sau đó đến chiều dần khép trở lại thành nụ ban đầu. Và ngày hôm sau lại tiếp tục nở ra và khép lại như vậy trong 3 ngày liền. Nhưng với ba hoa sen trắng lần này, ban đầu búp sen cũng không quá to. Nhưng vào buổi sáng ngày đầu tiên, hoa sen bắt đầu dần nở và cứ như vậy tiếp tục nở to dần cả ngày lẫn đêm trong suốt 3 ngày mà không khép lại như chính bông trước. Vì nở liên tục như vậy nên hoa trở nên rất to so với nụ hoa ban đầu. Bao quanh bên ngoài bông sen trắng là những cánh sen rất to và trông dày chắc chắn. Còn bên trong thì có rất rất nhiều những cánh hoa nhỏ đây là loài hoa sen rất khó gặp. Bông sen trắng biểu tượng cho sự tinh khôi, trong sáng, thanh cao cho sự sáng suốt và minh trí. Khi ba bông sen trắng nở nối tiếp sau chín bông sen hồng nở trước đó thì hợp lại là 12 bông sen đã nở trước nhà cha Kiều Nguyên Tá sau ngày cha thánh tẩy bản thể 21 ngày để bản thể của cha hội nhập với dòng điển quan cao nhất, tận cùng nhất của vũ trụ càng khôn. Tổng số bông sen nở ứng với con số 12. 12 có nghĩa là tá, cũng là tên của cha. 12 bông sen biểu thị cho bậc chân linh minh triết tối thượng là thượng đế là thị hiện cho các con biết rằng cha đã hạ phàm và hóa hiện ra cho các con thấy chính là cha kiều nguyên tá sau khi chính bông sen hồng nở báo hiệu cho biết khi mà việc sắp đặt lại trời đất người đã hoàn chỉnh nghĩa là tầng giới của con nào thì cha sẽ đưa về đúng nơi chúng đó phù hợp với trình độ tiến hóa thiên chức của con nào cha cho sắp đặt phù hợp với sức học của con đó thì cha sẽ chính thức hạ đế để dạy cho các con thông qua các tuần đời, tuần đất, tuần trời mà cha liên tục ban ra. Khi đảo vị trí con số 12 thì sẽ thành số 21, nghĩa là khi năm 2021 kết thúc cũng là lúc cha sẽ giao lại thiên việt cho các chư thiên vị trong vô vi và hữu vi, xóa bỏ các loài ma quỷ ra khỏi địa cầu sống 18. Đó là những đứa chỉ đi tìm hình tượng bên ngoài, chỉ bám vào hình cốt bên ngoài mà xa rời chính bản thân mình. Và cha chỉ giữ lại những đứa con luôn tìm vào chính mình, tìm thấy cha mẹ trong chính mình nhờ vào thực hành phương pháp uống nước nằm thở thanh lọc 21 ngày và liên tục mật niệm các hồng danh để bản thể của mỗi con được thánh tẩy trượt khí và được khai mở đón nhận, chứa đựng được điển quan của cha mẹ. Và bước vào năm 2022, địa cầu 68 được cung nghinh cha xuất hiện, chính thức hạ phàm dẫn dắt các con có chân mạng phò cha trong kỷ nguyên mới để khai mở bài học mới, đó là bài học về điển quan ánh sáng học điển quang thông qua thực hành sử dụng điển quang để xây dựng thiên đàng tài thế. Khi sen trắng nở được ba bông, hàm ý cha trời kiều nguyên tá chính là người trông coi tam cõi, cõi trời, cõi đất, cõi người. Tại sao tất cả 12 bông đều nở 3 ngày mới tàn? Vì đó là sự báo hiệu cho nhân loại biết kỳ ba đã tận, Trần Giang sẽ bị rủ sổ trong năm 2021 và cha hạ đế để hợp nhất ba ngôi trời, đất, người, tam ngôi hợp nhất ba nhà hát ca. Trong kỷ nguyên Thánh Đức sẽ không còn ranh giới giữa trời, đất, người mà tất cả cùng đồng nhất thể đều đã hợp nhất vào một bản thể. Mỗi người khi hợp nhất đủ trời, đất, người trong mình thì tất cả mọi người là thượng đế, đều là mẹ duy trì, đều là Phật Di Lặc, đều là thầy của chính mình, tất cả như nhau và bằng nhau nên được gọi là thiên đàng tại thế. Bên cạnh thiên tượng 12 bông sen nở thì thiên tượng thứ hai đặc biệt trong năm 2021 đó là cây lục vừng trước nhà cha cũng tiếp tục trổ bông lần thứ hai trong năm. Đây là sự báo hiệu mang nhiều ý nghĩa linh thiêng và tốt đẹp. Trong dân gian, cây lục vừng được xếp vào bộ tứ quý: xanh, sung, tùng, lộc. Trong tiếng Hán, lộc có ý nghĩa chỉ sự may mắn, tiền tài và phúc báu. Vừng là loại hạt nhỏ nhưng mỗi lần thu hoạch sẽ được rất nhiều hạt. Vì thế lục vừng có hàm nghĩa sự may mắn, phúc báu sẽ đến nhiều và dồi dào mãi không hết. Cành lá lục vừng rất tươi tốt, xum xuê, màu hoa sáng đẹp, tượng trưng cho phúc lộc đủ đầy. Cây lục vừng có thể sống đến trăm tuổi thành những cây cổ thụ. Từ đó người ta gán cho nó những ý nghĩa về sự vững chắc và trường tồn trồng lục vừng trong nhà mà có người cao tuổi sẽ mang ngụ ý lời chúc bách niên giai lão. Theo phong thủy, cây lục vừng ưa sáng nên khi trồng trước cửa nhà sẽ giúp xua bớt âm khí trong căn nhà và gia tăng dương khí cho gia chủ. Mỗi năm lục vừng ra hoa hai lần vào khoảng thời gian đầu hạ và cuối xuân. Người ta tin rằng khi lộc vừng ra hoa, nghĩa là thành công nở rộ, làm việc gì cũng được như ý. Vậy nên, khi nhắc đến lộc vừng là người ta nghĩ ngay đến sự may mắn, hỷ sự, phát tài, phát lộc, phúc báu, trường thọ, dương khí, đoàn viên, sum tụ, an bình và như ý. Cây lục vừng luôn được ưa chuộng về mặt phong thủy để được chọn làm cây cảnh mang lại mọi điều tốt lành cho gia chủ. Tuy nhiên, cây lộc vừng còn thị hiện cho cơ trời. Vì cây lộc vừng gắn liền với sử tích lộc tục là thủy tổ Bách Việt, sinh ra cha lạc Long Quân rồi mới sinh ra đời Hùng Vương thứ nhất khi lộc vừng trước nhà cha nở hoa. Đó chính là sự báo hiệu Thánh Chú Minh Quân là cha trời Kiều Nguyên Tá, mở ra một thời kỳ an bình cho toàn nhân loại. Quả địa cầu 68 sẽ không còn nặng nề ô trượt. Đó là những khí nặng nề u tối, còn gọi là khí trượt, sẽ được cha thu hút sạch sẽ. Và quả cầu 68 được cha thế vào những thanh khí điển sạch sẽ, hóa sanh ra nhiều muôn loài vạn vật hiền lành, hữu ích. Cha mẹ và các con Phật, Tiên, Thánh sẽ hội ngộ xin vầy cùng nhau vui sống trên thánh địa Nam Bang các con sẽ được sống trường thọ và như ý, được học những bài học mới để tiến hóa lên mãi rồi hiệp nhất với cha mẹ. Lộc vừng Nở Hoa đã hội tụ đầy đủ giá trị linh thiêng về một đời sống mới trong vũ trụ mới, đời sống thiên đàng tại thế. Cây lục vừng khi được một chư vị về nhà cha và dâng lên cho cha chỉ là một cây gồm có ba cành và rất ít lá. Đến mùng 9 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, tức ngày 20 tháng 2 dương lịch, cây lục vườn này đã ra lá xâm xuê và nở chùm bông đầu tiên. Và đặc biệt là bông lục vườn này nở 3 ngày liên tục mới hết một chùm. Ngày đầu thì nở đoạn bông gần cuốn, sang ngày thứ hai thì nở tiếp đoạn giữa sang ngày thứ ba thì nở đoạn đầu ngọn. Cho nên coi như bông đã nở 3 ngày mới tàn. Đây là điều kỳ lạ chưa từng xảy ra vì thông thường hoa lục vừng nở hết cả bông trong một ngày rồi tàn luôn trong ngày đó. Đến ngày mùng 3 tháng 2 năm Tân Sửu, tức là ngày 15 tháng 3 năm 2021, thì cây lục vừng ra bông lần thứ hai tức là 23 ngày sau lần thứ nhất nở được một bông thì lần thứ hai này cây lục vừng nở 5 bông và cũng như lần đầu cứ 3 ngày mới nở hết một chùm, mỗi ngày chỉ nở một đoạn. Đến ngày 7 tháng 2 âm lịch, cây lục vừng nở được 16 bông. Sang đến ngày 8 tháng 2 âm lịch, thì cây lục vừng bắt đầu nở thêm hai bông nữa là đủ 18 bông và kéo dài cho đến ngày 11 tháng 2 âm lịch, tức là ngày 23 tháng 3 dương lịch. Cây lục vừng nở bung hết tổng cộng 18 chùm hoa. Kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức cũng đã từng thuật rất là cụ thể diễn tiến hoa lục vừng nở trong video 2021 Huyền Bí Thời Khắc Hoa Trời Nở Rộ Thủy Tổ Bách Việt Hiển Linh hoa lộc vừng được xem như là hoa trời và 18 chùm hoa lộc vừng nở rộ từ ngày 9 tháng 1 âm lịch đến ngày 11 tháng 2 âm lịch đã báo cho chúng ta biết thủy tổ Bách Việt hiển linh và 18 đời hùng vương đã quay trở lại để trông coi và cai quản 18 nước mới trong năm châu mới. 18 chùm bông lộc vừng này lại nở trên cây lộc vừng gồm một thân gốc có ba nhành cây đều xòe ra. Điều này diễn giải cho chúng ta hiểu rằng tất cả 18 vua hùng vương cũng như toàn bộ năm châu của địa cầu mới đều được xuất phát, được xây dựng trên nền tảng đã hợp nhất tam ngôi, trời, đất, người. Sau đợt cây lục vừng nở được 18 chùm bông vào đầu năm, thì đến gần cuối năm, vào ngày 2 tháng 11 âm lịch, Tức ngày 5 tháng 12 dương lịch Cây lục vừng lại bắt đầu nở bông trở lại Và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 11 âm lịch Tức là ngày 19 tháng 12 dương lịch Nếu như lần nở vào đầu năm Cây lục vừng nở đủ 18 chùm bông Trong vòng 33 ngày Thì lần nở vào gần cuối năm này Cây lục vừng nở 9 bông Trong vòng 15 ngày Lần nở thứ 2 này cũng có sự đặc biệt như lần nở đầu năm. Mỗi chùm bông nở trong 3 ngày, mỗi ngày nở được một đoạn. Cây lục vừng nở lần này được chín chùm hoa đỏ, mang ý nghĩa thiên cơ tốt đẹp. Số 9 là con số dương tròn đầy viên mãn, hoàn thành, hoàn chỉnh, mang ý nghĩa vĩnh cửu trường tồn, con số của thời kỳ Thái Bình Thịnh Trị, con số giao hòa giữa đất trời mang lại sự an bình tốt đẹp và phát triển nghĩa là công cuộc chuyển đổi đất trời người mà cha mẹ thực hiện nay đã tròn đầy viên mãn cha mẹ đã hợp nhất cùng với các con và thánh địa việt nam đang dần hóa hiện rõ chính nơi cha ngự đã là thiên đàng là nước trời với hào quang trùm phủ cha đã mở sẵn dành cho con hiếu tử an hưởng con số 9 không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn mang ý nghĩa của thiên cơ. Số 9 biểu thị cho 36 tầng trời vì 3 cộng với 6 sẽ bằng 9. Nghĩa là cha trời kiều nguyên tá đã mang 36 tầng trời xuống trần thế, tức là tất cả Phật, tiên, thánh đồng chung sống tại trần gian nên được gọi là Phật nhân, tiên nhân, thánh nhân. Số 9 còn biểu thị cho 72 tầng đất vì 7 cộng với 2 bằng 9. Nghĩa là cha đã xóa bỏ 72 tầng địa ngục, các vị cai quản ở địa ngục cũng sẽ được sống an hưởng trong nền văn minh di lạc tại trần thế. 36 tầng trời là cõi trời, 72 tầng đất là cõi đất. Này đã được cha đưa về cõi người hợp nhất là một trong nền văn minh di lạc chỉ có vui cười và an hưởng. Trên đây, chúng tôi vừa trình bày đến quý vị hai thiên tượng đặc biệt nhất trong năm 2021 đã hóa hiện tại nhà cha Kiều Nguyên Tá trên núi Dinh Bồng Lai Thiên Cảnh. Với nhiều ý nghĩa đặc biệt về thiên cơ của hai thiên tượng này, chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay sẽ là một hành trang thiết yếu là đường chỉ dẫn hữu ích để giúp cho quý vị bước vào năm 2022 tràn đầy tự tin, bình thản, lạc quan theo sự dẫn dắt của cha trời, mẹ đất. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại một câu mà Đức Phật Thích Ca đã nói. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Dù ở trên trời hay ở dưới trời cũng không nằm ngoài chính bản thân mình một tiểu vũ trụ hoàn chỉnh đồng nhất với đại vũ trụ. Và chỉ khi tìm vào chính bên trong mình thì mới tìm thấy, mới gặp được cha trời mẹ đất thật sự và mới tìm ra đường đi vào thiên đàng tại thế mà cha mẹ đã mở sẵn và đang dẫn dắt thông qua điển quang ánh sáng. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay. Kính chúc quý chư thiên vị và quý khán thính giả trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức bước vào năm mới, năm 2022, luôn vạn an và như ý. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng tâm theo dõi. Nhân dịp đầu năm mới, để nâng cao chất lượng cống hiến đến quý chư vị, quý khán giả trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức và cống hiến đến muôn người, Ban biên tập chúng tôi trân trọng thông báo đến quý vị đường dây kết nối trực tiếp đến ban biên tập theo số điện thoại và zalo là 034 296 1858. Quý quý vị và khán giả có những thắc mắc và mong muốn gì, quý vị hãy liên hệ với ban biên tập theo số điện thoại và Zalo 034 296 1858 trong thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày để được giải đáp. Số liên lạc này chúng tôi để bên dưới video trong mục mô tả của kênh Kiển Nguyên Thánh Đức. Chúng tôi xin nhắc lại số liên lạc với ban biên tập của kênh Kiển Nguyên Thánh Đức là 034 296 1858 và thời gian chúng tôi tiếp nhận điện thoại là từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày. Trân trọng thông báo đến quý chư thiên vị.